Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh TV Vlog. Và hôm nay chúng tôi sẽ cùng các bạn gặp lại anh Thánh Lầy nha. Hôm nay anh Thánh Lầy có dịp lên Bình Dương và có hẹn với anh em chúng tôi, chủ động liên lạc. Và chúng tôi như đã hẹn ước sẽ có một món quà thứ hai dành tặng cho anh. Món quà thứ hai là gì? Mời các bạn theo dõi video nha. Đây là một người bạn mà anh Thánh Lầy ghi qua rước chúng tôi các bạn. Chúng tôi sẽ cùng theo chân người bạn này để đi gặp anh Thánh Lầy. Bạn nhỏ tên gì? Bạn này tên Khang nha các bạn. Rồi chúng ta cùng theo chân bạn này thôi. Bây giờ bắt đĩa bỏ không bao nhiêu máu thằng nhỏ trước bắt đầu cho nó no làm nướng mới ngon. Em mới ăn nè, giới thiệu chủ nhà đi. Đây là em, đây là chủ nhà anh Phương Bình Dương. Bây giờ giới thiệu chủ nhà, đây là anh chủ nhà anh Phương ở Bình Dương, bạn của anh Thanh Lầy các bạn. Nhưng mà ảnh đâu ổng ảnh trong bia ngọn dừa lên xuống uống không ạ? À? Mình đang ngồi ở trong vườn nhà để giờ mát bia lấy ngọn dừa lấy xuống không ạ? Đây là cả nhà các bạn ơi. Không, em phát hiện mới chi mới rồi mốc sạch khỏi xe của Tết. Tới ngày lấy cái lĩa cho hút khỏi của Tết khỏi tiền đâu không hay á, đâu không hay á, thả cô Tết rồi mới nó kiện á, tới ngày không được, tới ngày thả cô Tết nó kiện luôn á. Đồng ý nha. Để tính làm món gì? Món thay thế của Tết. À dạ. À. Rồi nếu mà nói về món ăn á, món ăn thì mình thực phẩm á, mù tạt à, chắc mù tạt. Chúng ta đang giao lưu với anh Điền, anh Điền đang làm thêm một món nữa là cua nướng mồi không ạ? Cua nướng, cua luôn hả anh? Cua nướng mồi. Trời món dữ, hồi nãy tưởng cút, này là cua luôn các bạn ơi. Này nướng xong rồi đem ra là mình cứ ăn kiểu gừng núi đi. Dạ. Còn anh mở hộp để ghép chung với một clip hot chút. Là nó mới hot, kéo kênh cưng lên được. Dạ. Đúng không? Dạ. Bởi vì anh hồi xưa làm YouTube nó thất bại nhiều quá. Nói chung anh muốn anh em thành công hết à. Dạ. Cứ ai miền ngoài miền nào vô tới anh Lầy. Dạ. Chia sẻ niềm hết luôn. À, tất cả anh em thành công bởi vì không như con đường thế này đi rồi đến đây. Dạ. Giáp ngã tới đây. Những giáp ngã thầy hướng dẫn cho, đừng giáp ngã nữa, mất không mất thời gian mấy năm. Dạ. Thế này bỏ ra 3 năm trường tập. Dạ. Con này nè cho nó 54 mới thành công. Cho cái hình ảnh của anh Thánh Lầy xuất hiện trên kênh của em á là rất là bình dị, khán giả coi rất mến luôn. Nói anh Thánh Lầy trên clip của anh Thánh Lầy với bên clip của em nhìn khác ra lắm. Bên Thánh Lầy của em anh Thánh Lầy rất là dễ thương, rất là gần gũi. Nhưng mà tại vì trong clip Thánh Lầy đã là Thánh Lầy. Dạ. Phải làm Lầy. Dạ. Lầy lội để cho đem tiếng cười đến cho tất cả mọi người. Dạ. Cái nào đàng hoàng nhưng mà buộc Thánh Lầy phải làm như vậy. Dạ. Lầy để đem tiếng cười cho tất cả mọi người. Lầy có ích chứ không phải Lầy mà lội dũng bùng chơi. Dạ. Lầy để đem tiếng cười chơi chứ dạ. Lầy không chưa lội. Qua qua những clip dân giả đời thực như này các bạn sẽ phần nào hiểu được thêm về anh ấy, anh Thánh Lầy. Các bạn hãy nhớ qua kênh anh Thánh Lầy để biết được món quà lần trước tôi tặng anh là gì nha các bạn. Mới nói hai ba câu muốn khóc nổi. Cảm động quá. có một số bạn của anh Thánh Lầy đang tiếp tục tham gia vào bữa tiệc nha các bạn. Không một tụ quán hả? Không biết. Khai. Thôi đâu. Quá nó lại kỹ. Tôi được quá. Vui quá vậy. Quá lẻ rồi. Đây là anh không mà. Xuống chín ông nội nước khác cũng khác nữa ơi. Cũng khác rồi. Cũng khác rồi. Không quá trời nóng. Không làm gì vô thơm làm khác không nổi. Nãy bạch phá nó ra tôi rồi quất mẹ cái giò luôn. Đốc da. Không có ăn tới. Xíu nữa em thấy cái giò nó cũng gấu kia lắm là nó cũng cãi rồi mấy con à. Ủa cua sao tụi lũi mà không có lông? Nhổ hả? Này nó sợ bị bệnh nó nhổ. Nó cạo hết rồi. À, anh Tâm kiếm cái loại anh Tâm bỏ lên loại cua. Nhậu với anh Hương. Rồi lại nhà anh Phương.
đây là hợp mặt YouTuber luôn. À. Bên là kênh Nhân Dừa Sầu Riêng Điền Miền Tây. Dạ, anh Điền Miền Tây các bạn. Đây là kênh anh Điền Miền Tây. Kênh anh là kênh gì anh? Dân Dừa Sầu Riêng Điền Miền Tây. Dân Dừa Sầu Riêng Điền Miền Tây các bạn. Các bạn hãy ghé qua kênh anh cùng giao lưu với ảnh nha các bạn. Hôm nay giao lưu cùng ông Thánh Lầy có một anh đến cũng là một YouTuber đến từ kênh Trà Vinh Quê Tôi nha các bạn. Đây là anh Tâm. Mới mở tháng à, mới mở tháng. Mới anh này mới mở kênh một tháng và mình bật kiếm tiền được rồi. Tháng thu nhập ngàn gửi đô à. Và kênh của ảnh mình sẽ để đường link dưới phần mô tả. Bạn nào cảm thấy thích những clip dân dã về miền quê Trà Vinh có thể click vào đường link đó để xem. Kênh của ảnh cùng giao lưu với ảnh. Quyết định như vậy nha các bạn. Rồi, Tâm cảm ơn các bạn nha. Thanh Mà, Thanh Mà, kênh anh kênh gì anh Thanh Mà? Thanh Mà TV. Thanh Mà TV. TV. Trà Vinh quê tôi. Chào các bạn. Đây là kênh của đặc khu anh Ba. Đây là Thanh Mà, đừng khen nha. Nó Thanh Mà nhưng mà khen hỏi thằng quỷ á. Ma với quỷ không ạ? Đây là Thánh Lầy Vlog luôn nha mọi người. Quá ngon. Nào về ăn của anh Ba nữa các bạn ơi. Mà các bạn nào ở anh phố đi với mình nha. Sẽ liên hệ với Trà Vinh quê tôi thì đi chung với mình xuống mua cua ông Ba. Em trai chị ở thành phố khu gì Ba với con ông Ba hả? Quay lên gì vợ thế này là nhóc view luôn. Này mọi người ơi, đây là vợ anh Thánh Lầy nha mọi người. Dạ chị tên gì chị? Dạ. Út Lầy Vlog. Út Lầy Vlog. Út Lầy Vlog. Có giao lưu nhau chưa? Hả? Mới quen mà có giao lưu chưa? Chưa. Chưa. Mới quen qua là giao lưu vậy. Mới quen qua à? Mà mới quen phút đầu tiên á. Này các bạn ơi. À, thấy có tiệc vui vậy thì đương nhiên mình phải góp gạo để thổi cơm chung rồi mà đi hồi lạc đường luôn. Nãy giờ. Lạc đường hả? Cái bên nãy giờ mình đi có nửa tiếng đồng hồ vậy á. Chuyện gì được chứ? Sao không nói, tao kêu vợ tao đi football cho mày bay. Con tét rồi, con cánh bay đi mày. Đi xuống tới Trà Vinh tìm nhà anh lại tìm được. Mà ở đây quá trời hẻm luôn đi, mà không biết cái hẻm nào vô. Chuyện gì đi. Vô nè, thấy nước vô. Thấy nước vô cái rồi. Uống với anh thấy lại cái nha các bạn ơi. Mấy sĩ. Nó ngọt cánh con, nó ngon hơn con gà nữa. Bữa là không có tao còn 8 con bia bữa cậu dưới á. Giống lượm vô tao mày. Uống chưa mày? Tao uống chưa? Có gạo rồi mà, mới đem gạo vô. Mấy lọ. Mình ăn lúa rồi, mình ăn nhỏ, mình giống như mình ăn cơm. Cái gì có chữ L là ngon hết. Anh mà anh bị đờ các bạn, bị điểm nguyệt, giải nguyệt, giải nguyệt chánh. Kịch kịch. Đây là anh Thánh Ma gấp cho mình đó các bạn. Mời các bạn nha. Đây nó là giờ nào cũng không lại. Ở nhà nấu rồi luôn nha. Rồi mời. Đó. Ngon quá. Thánh này đó. Ở vậy quýt, ở dưới luôn kìa. Quay cận cảnh, ủa toàn cảnh. Mình kia anh Thánh Lầy các bạn ơi, các bạn có nhận ảnh không? Này mới vừa hướng dẫn Hiếu MTB kỹ thuật để quay phim cho vững bằng điện thoại các bạn. Cầm hai tay mình quay cảnh không kịp. Đó, ảnh đang hướng dẫn luôn đó. Chia sẻ bí quyết quay bằng điện thoại. Rồi vậy là hư cảnh quay rồi. Mời cũng anh ta mới mút lên quảng cáo anh đặt 2 phút một cái cho em. Dạ anh đặt 3 phút rồi. 2 phút luôn. Không nhưng mới qua không được. Mới qua. Không sao. Nhưng mà mới qua sợ khách ủng hộ mình á. Nó nản. Thoải mái. Bình thường. Nhưng mà cái số người ta hiểu ý mình rồi là người ta phải cảm ta coi hết. Không phải. Quảng cáo trên điện thoại nó khác. Quảng cáo trên vi tính nó khác. Quảng cáo lớp phủ nó khác. Quảng cáo không thể qua nó khác. Cái quảng cáo trên điện thoại là 5 giây là hết bộ qua không? Ừ. 5 giây đó là nó hết con cũng có tiền 2.000. Còn nếu người ta có hết mình được 5 đến 7.000 một cái quảng cáo. Quảng cáo Việt Nam.
Còn nếu mà quan quán Hoa Kỳ anh được khoảng chừng 10 đến 15 ngàn. Còn nếu mà Ả Rập ha, Ả Rập nó vô coi quảng cáo anh ha, nắp một cái được ít nhất tầm 100 đô. Đồ, mà giờ cái Ả Rập đâu phải dễ đâu. Tối hôm qua nhậu có. Nhưng mà em chỉ anh vô Google cộng có một cái diễn đàn lại cái group Pakistan là group của Ả Rập. Ả Rập phải chữ bánh mất vô. Kệ mẹ đó. Vô mình bỏ quảng cáo mình bỏ lại đi. Người ngoài nó không phải như mình an tâm. Người ngoài ha. Người ngoài họ xem họ họ mấy mình Việt Nam thấy một cá bỏ bấm bỏ phải không? Người ngoài không có. Người ngoài họ thấy một cá họ xem một cá hết họ nhấp một cái mình cái biết không? Nhưng mà họ biết nghĩ là cái người sáng tạo nội dung rất cực khổ cho nên họ giúp ủng hộ mình họ xem để ủng hộ đúng. Người nước ngoài họ vậy chứ phải người Việt Nam thấy một cá bỏ qua mẹ rồi. Bởi có mấy bạn họ nói không? Tao bắt luôn ra cái lớp chơi của mày tao để cho hát từ sáng tới chiều luôn. Tao đâu có coi đâu nhưng mà từ sáng tới chiều em trong chi chết kênh là nó bắt coi anh đi phát luôn cho đông ơi người bạn đó đông ơi đá gà em tao bắt là tao là tao cái đó là cái anh đó làm chung với anh hay sao hay là đó là tình duyên của em của anh đây giờ tình duyên là làm chung anh ha. Cái lương thiệp đầu dở lên á thì lúc đó lương có thể em có thể mà nhưng mà em tại trong cái clip đó không có nói gì mà không có nói mình lương bỗng như thế nào kiểu như là xem là thấy phát lương thôi cái đầu đó không có biết là làm cái gì anh em xuống em không anh em giờ bây như là giúp mình dở lên thì làm cái tiền qua nhận quá trời luôn cho tiền em để xài nó xây cái này dở lên em sống đúng không nếu mà không có lương là mình cũng sống không bây giờ không phải ăn bên hình rồi tiền bạc không phải nào hình như cái hành xếp á nhưng mà nó giờ cái quay chân làm ăn là ăn cái nào anh ấy giúp thì giúp ở nhà bên đây tiền bạc bán bạn bên kia là một cái tấm cái đó không phải là không bệnh nó đủ mà ba thì không bán lâm những người nắm đăng bữa nay hai cái bữa em có cái kênh của anh bây giờ hải quán bây giờ nắm đăng tại vì tháng nội lạnh ít phải giúp bị chai à thường thường là trung bình là một tháng kênh mới một kênh cái tờ vô tờ vô rồi mãi ra màu á rồi từ mãi ra màu tôi với tờ tôi làm ở đây cái đó đủ lắm giúp luôn cái bóp giúp cái lần làm biến giúp thằng làm chuyện 10 lít nổ bạo nó nằm chai rồi còn nữa là cái bằng lái đủ bây giờ nó đi làm 10 lít làm 5 chai là trong khi đó mình mò lít của anh là trong đó cộng là mò là phát là được bao nhiêu view anh biết không biết bao nhiêu view mà đã làm biến dạng làm biến đi nhậu tới ngày á thì đang làm xe là bị nhức còn xiên á giữ lại chăm chai lên bằng giấy như vậy là theo một cái cách mà trung bình nó cho trung bình một tháng anh làm trung bình em tính dạng trung bình mà em mình lắm lắm chai trừ trừ phí nha trừ thế của em mình còn ít mình còn xài được trừ 200 gram á dạ trừ phí ra cho anh còn tăng cả của mình thì nãy giờ mình đã chia sẻ cho các bạn biết luôn anh thấy là anh cũng nhiệt tình và chia sẻ nhiệt tình cho các bạn này đăng anh khung này cắt không khỏi cắt bình thường khung này đăng rồi luôn anh bình thường giấu đâu không anh cái này theo dõi kênh anh là biết rồi không phải như những youtuber kia anh thoải mái bình thường youtube cái youtube đi dạ xịn luôn á cũng mỗi ngày mấy cái vô tư thoải mái đúng nha chùa bà mấy không được thôi còn cái mấy vụ lưu mình lưu có bảy đâu sau đó là mình chia sẻ đều biết mình nói để chia sẻ để có anh em những người đam mê làm giúp để có động lực để làm chứ nhiều người họ không biết làm giúp ai trả tiền cho mày tiền từ đâu ra trả mày để tôi giới thiệu cho bạn nghe nè tiền từ đâu ra ai trả cho mày tiền YouTube lòng không tôi là một người sáng tạo nội dung tôi quay phim hôm qua em hôm kia em với thằng đi xuống đó đây là công ty bia đi trên không phải bữa nay tôi quảng cáo đi trên nha mà đây không bia mà ví dụ bia ABC mít sòi ổi gì đó nó bị hạn hàng mới nó mới lợi nhờ công ty YouTube đây là YouTuber công ty YouTube nhưng phải YouTuber YouTube nè nó thuê bên đây làm một tháng trên cái clip đó là 100 đô trên một cái clip 100 đô nhưng mà YouTube á sẽ chia cho cái người sáng tạo nội dung quay phim là 55 đô 55%. YouTube chỉ hưởng được 45% là người sáng tạo nội dung phải hơn. Được YouTube là chỉ người server chứa server là một cái nguồn để chứa dữ liệu YouTube của mình là chia cho cái người sáng tạo nội dung 55% rồi xong đó nếu như các bạn xài Google AdSense thì các bạn sẽ được đúng 55% đó. Còn bây giờ nó vượt bạn phải chia bên là 20% lâu biết mệt quá đây là nhưng mà tại sao các bạn á vào network bị chia 2-3%. Tại sao bạn vào? Tại sao bạn không ở Google xem để nhận hưởng hết? Nhưng mà nói đi phải nói lại cái YouTube này nè các bạn về Google xem
thứ nhất là bạn tránh được cái tình trạng đít đặt. Tất nhiên như cái clip mình đăng quảng cáo hiện lên, nhưng mà mấy người ghét mình đúng không, họ nhấp vô quảng cáo không coi, nhấp vô ghét mình chết Google xem. Thế nhưng mình không ghét đồng bạc hết, không ghét được đồng bạc nào từ Google xem là chết gà do lít đặt. Dàn nét gì? Dàn nét để bảo vệ bản quyền của mình. Người khác ăn cắp video của mình là họ sẽ bị chia sẻ thu về mình. Cái hai nữa, họ sẽ thông báo bản quyền cho mình. Bản quyền YouTube á là thông báo nhận quyền. Mình muốn diệt hay không, mình muốn cho người đó dính gậy hay không là do mình. Nếu mà có tâm thì mình nói nhắc nhở trước người ta. Nếu mà nhắc nhở người ta cố tình không xóa, đánh gậy mày liền. Do sự cố tình ta, do người ta. Vô nét có lợi cái là vô nét là họ sẽ chia sẻ những clip mình như cân năng là clip không? 10 biết. Vào nét họ sẽ chia sẻ cho 1.000 người biết. Em thả ra ngoài ha. Bị chia 30%. Dạ. Nhưng mà mình được giữ cái bản quyền của mình. Thứ hai nữa mình được doanh thu cao hơn người ạ. Dạ. Nếu mà đi lên tại vì video mình họ sẽ đánh lên TV nè. Đài TV của họ nè. Rồi bắt đầu họ đánh lên, họ chia sẻ bất kỳ một bất link hết. Bất link có view chỉ về kênh mình. Họ copy cái link đường dẫn mình lên YouTube, đi lên kênh khác, diễn đàn, website các kiểu. Nhưng mà view chỉ mình hết. Mình lên đây hết. Thẳng tiếng à. Thứ hai nữa nhiều người tiếp cận nhiều người. Đó là cái lợi của dòng network. Chắc em lên săn thú. Cái thứ ba nữa mình uống nè. Rồi nãy giờ nãy giờ chia sẻ với anh Thái Lầy nhiều quá mọi người ơi, bây giờ vô mọi người nha. Vô. Hôm nay là một buổi giao lưu rất là ý nghĩa, anh Thái Lầy chia sẻ với chúng ta rất là nhiều kinh nghiệm quý báu. Mà không phải bất kỳ một YouTuber nào cũng chấp nhận chia sẻ những kinh nghiệm này đâu các bạn. Quá ngon. Những kinh nghiệm rất là quý giá. Nãy giờ nó chỉ khao khô cổ họng uống vô quá đã. Quá ngon. Đây nhân đây miếng. Không còn. Bây giờ hỏi câu cuối Thánh Lầy, phỏng vấn Thánh Lầy câu cuối thôi. Cho mình hỏi như Thánh Lầy làm bây giờ nữa sau này có làm những cái gì kênh, những cái tiêu đề về văn hóa hay là bắt cá hay về nghệ thuật gì không, hay là vẫn làm lầy? Lầy. Nếu mà em làm về văn hóa nghệ thuật không bắt cá nhưng mà vẫn có lầy. Bởi vì cái lầy đó sẽ đem tiếng cười cho mọi người. Okay. Nếu mà trong mình clip bắt cá thì kia em không lầy. Okay. Mọi người không cười, mọi người chán bỏ em. À. Em phải lầy hoài luôn. Lầy mới hết điện nổi, không lầy ta bỏ. À. Nói cái vô này nè, khô ổ rồi. Quá ngon. Thì em vô. Chưa uống cho ngon nội. Em có hai phòng trắng cái lầy đó là. Em có câu này để hỏi anh lầy nữa nè. Bây giờ thì anh là chưa mà chưa vô mà hỏi tao ăn mỗi các bạn. Uống phải ăn chứ. Rồi. Hỏi thôi cái tay của quá anh ngon. Lầy mỏi gì mà cái tay bự dữ à. Mỏi gì mà chim lửa kìa. Như bây giờ thì anh Lầy là có một cái kênh YouTube cũng rất là nổi rồi. Mà sau này anh có dự định là lập một cái kênh để làm phim hay làm này kia không? Tại vì hiện tại mày, em cũng tính đam mê làm phim lâu rồi. Dạ. Rồi hỏi tiếp đi. Ngoài cái việc mà làm vlog á. Ừ. Anh có dự định là làm nhà phim, làm những cái hài mà nổi trội khác giống như Pub TV có kịch bản này kia. Anh có tính nếu như mà có diễn viên editor. Editor anh đây, anh editor. Nhưng mà tới editor không anh không dự ý. Anh kịch bản của anh diễn viên thì do anh em tự nguyện hoặc là tự nguyện có lương nha. Cái nào anh ấy. Doanh thu từ bộ phim đó chia sẻ đều cho diễn viên. Thế là diễn viên khác rồi. Cười. Ý là Thánh là ăn nằm chưa đủ các bạn. Nhưng mà cái ông đáng là Thánh Lầy rất hy vọng những người nào thích làm phim, đam mê làm phim, thích làm diễn viên đến Thánh Lầy Vlog. Quá hay. Chào một tràng pháo tay mọi người ơi. Còn phim 18 cộng là ở đây hai đứa. Úc lại hai người đó. Anh này phải đóng phim chung với lại là hết nha các bạn. Thế lại có dự định một kênh mới đó là Úc Lầy Vlog. Dạ. Úc Lầy Vlog. Chồng á là Thánh Lầy, còn vợ là Úc Lầy. Mọi người nhớ ủng hộ kênh Úc Lầy Vlog nha. Sao sao. Tôi thấy bên kênh TVL Vlog. Có phim cũng rất hay, có ý tưởng kịch bản. Tôi nói vậy hay trời. Nhưng mà kết hợp với lại ok đó mọi quán. Ok đó mọi quán. Chúng đồng đề. Bây giờ mình sẽ quay cái toàn cảnh anh chủ kênh TVL Vlog là Tùng Vĩnh Long. Hợp tác mình dây hợp tác bắt ai luôn.
phải có sức khỏe mới bỡ đỡ nổi chứ. Anh này có dự định là làm phim các bạn, phim ngắn và ảnh đang chuyên mộ diễn viên và cái dàn hậu cần. Rồi. Ai có ý định tham gia thì liên hệ nếu nha. Những anh em nào tất cả mọi miền đất nước đến Lầy, Thánh Lầy sẽ chia sẻ tất cả kinh nghiệm cho anh em, không giấu giếm được điều gì nếu mà anh em có thời gian. Nhưng mà nếu mà làm phim thì hai người thôi, nó thích đến à, cái đó phim 18 cộng khác. Ờ vậy ông ơi, tôi ông xuống dưới ở cái đó phim để học nghề, cái đó là phim tôi không làm phim, là phim có thời gian, chứ có thời gian anh em mình xuống học có vui tự vui hai ngày thôi, ba ngày đuổi rồi ở có thời gian kìa, bên kia chưa lên lòng mới tới đây đi vườn xuống học nghề ở Sài Gòn chết hết rồi đâu có vui. Thôi vậy là hôm nay anh em chúng tôi đã giao lưu trọn vẹn với anh Thánh Lầy và anh cũng đã chia sẻ với chúng ta một số kinh nghiệm quý báu. Các bạn nào đam mê YouTube hay có sự quan tâm, cùng sự quan tâm như chúng tôi có thể dựa vào đó mà học hỏi kinh nghiệm từ anh Thánh Lầy. Nếu các bạn thấy thích video này hãy nhớ like, share mạnh mạnh nha các bạn. Đó là đăng ký kênh TV TL Vlog. TL Vlog. TBL Vlog. Đừng quên cái kênh này nha. Đây anh Thánh Lầy đây các bạn. Một pháo. Anh là một người anh trai rất là mẫu mực, chia sẻ tất cả bí quyết của mình cho đàn em đi sau. Ít có YouTuber nào chia sẻ thật lòng nha, lắm nghe các bạn. Mọi người thấy clip này hay hãy ghé ngang kênh của AD Tiên Sinh luôn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sắp tới. Bye bye.